Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Căm hờn tàu tặc do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông. Trích lời Đức Huỳnh Giáo Chủ Trong sấm kinh Kim Cổ Kỳ Quan Trang 8 trên 15, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915, tiên tri giặc tàu âm mưu xâm lăng Việt Nam lưới trời tuy thưa, nhưng mảy lông không lọt vì luật nhân quả chín mùi cuối hạ ngươn. Phấn nỡ nào phấn lộn với vôi, thiếc chỉ ra ngọc quy khôi đời này, đường gian nan dễ giấu khó bay. Căm hờn tàu tặc hại dày nam ban. Tiểu nhân thắng quân tử thối nan, quân tử đức thắng tiểu nhân an hòa, trí tham vui thánh đạo di đà. Khuyên trong bá tánh trẻ già niệm kinh, giặc tẩu quá mưu mẹo trần tinh vẽ vòng đông hải rộng thinh lưỡi bò, tưởng rằng như vậy chắc dầu to, chiếm hết biển đảo của kho mỏ dầu, lại còn thêm ngăn ngõ rút cầu, làm cho các nước đau đầu giao thông, lập khu hành tránh đại cuồng ngông, hô hào biên ải cả vòng Bình Dương, ép Nam Bang nhục nhã nhẫn nhường, để cho tàu tặc rộng đường xâm lăng. Chuyện gì rồi cũng có quả căn, trời xui đất khiến tàu chăn bể ghe, khuyên trong bá tánh hãy lắng nghe. Di Đà Lục Tự Xuân Hè Niệm Kinh, Kinh Sấm Minh Họa Giặc Tàu Tiêu Vong, Kỳ Dậu Trước Thầy Gia Độ Đời, Giáo Dân Bá Tánh Không Lời Nào Nghe, Tới Hội Này thấy Việc Bể Ghe, Khuyên Lòng Bá Tánh Trồng Tre Đương Bổ, Kiểng Long Châu Sau Có Hai Hồ, Trời Xanh Giúp Vững Cơ Đồ Hớn Ban, Trốn Màn Loan Giấc Điệp Chẳng An, Tưởng Thôi Áo Não Trung Cang Tâm Tình, Việc Trước Lo Lo Trước Một Mình, Nhìn Sau Ít Kẻ Nhất Tình Lo Âu giếng bồi cạn trí dốc đào sâu, thả trả nhử cá để sau độ ngày. Châu của trệt An Nam bắt cày, khỏi siêu khỏi thuế khỏi giày lao đao. Kim cổ kỳ quan trang 17 trên 33, ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm Ất Mão 1915. Lời bình, câu sấm, châu của trệt An Nam bắt cày, một chữ là một nhiệm mầu Trong xã hội nông thôn xưa, con châu tượng trưng sức mạnh vô địch, Ông Ba Thới dùng chữ châu ám chỉ bộ máy quân sự, sức mạnh quân đội, chữ chệt ám chỉ nước tàu. Cụm từ châu của chệt ám chỉ bộ máy sức mạnh quân sự của giặc tàu. Cụm từ bắt cày ám chỉ giặc tàu phải mở chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cầu sấm, tới hội này thấy việc bể ghe, cụm từ tới hội này ám chỉ tới thời kỳ thế chiến ba tận thế hội Long Hoa, cụm từ bể ghe ám chỉ bể cái gì? Vì thiên cơ bất khả lộ, nên ông Ba Thới không nói thẳng phải dương đông kích tây nói cái này để ám chỉ cái kia ý tại ngôn ngoại phải dụng phương tiện nói mẹo quanh co bóng gió bằng thuật ngữ thiên cơ là bể ghe cầu sấm tới hội này thấy việc bể ghe cụm từ bể ghe ám chỉ bể bình tức là ám chỉ tập cận bình chủ tịch giặc tàu chết khi trận chiến biển đông bùng nổ đồng thời cụm từ bể ghe cũng ám chỉ bể tàu ám chỉ nước tàu tiêu vong khi mỹ và đồng minh đánh phủ đầu bằng vũ khí nguyên tử trong trận á đông cầu sấm, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ, cụm từ trồng tre đương bổ, nghĩa là người nông dân ngày xưa lo xa, trước khi gieo mạ cấy lúa, thì phải sớm lo trồng tre đương bổ để vựa lúa, cũng như người đạo phải lo xa, phải gấp tu hành ăn chay, niệm Phật, làm lành, phải lo xa tích chữ phước đức mới kịp bộ máy thiên cơ tận thế hội long hoa. Vậy khi nào thấy sắp xảy ra sự cố bể ghe thì bá tánh hãy mau gấp rút tu hành trường Phước Đức mới mong sống sót qua màn sàng lọc kỳ này. Tới hội này thấy việc bê ghe, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bộ. Trong trận chiến biển đông chống giặc tàu cứu nước, chết chóc kinh hoàng, cuộc biến thiên trời long đất lở thế chiến ba tận thế hội long hoa, chúng sanh muốn thoát qua cuộc lọc lược sàng xảy chết bảy còn ba, muốn lên sống an vui đời thượng ngươn thánh đức thì hãy nghe lời khuyên của ông ba, gấp rút tu hành, giữ chọn đạo hiếu chung, làm lành lánh giữ, lòng luôn tưởng nhớ Phật trời, siêng đọc kinh niệm sáu chữ lục tự di đà, đường gian nan dễ giấu khó bày, căm hờn tàu tặc hại dày nam ban, tiểu nhân thắng quân tử thối nan, quân tử đức thắng tiểu nhân an hòa, trí tham vui thánh đạo di đà, khuyên trong bá tánh trẻ già niệm kinh, kiểng nào vui trời Phật tinh minh, tiên thần lạc trí quảng thinh tổ đường, chớ tham chi tánh bảo tâm cường, ngủ mê một giấc quên đường Phật tiên, vui say chi việc thế chẳng yên, tham vui một thuở sầu riêng nhiều ngày, khổ thấy khổ tránh khổ sao tài, càng cao danh vọng càng dày gian nan, thấy việc khổ gỡ khổ mới an, bực nào bằng bực giàu sang Phật trời, đất trăng trang trải gót sáng ngời, đền đài cổ tự lập đời hiển vang. Kim Cổ Kỳ Quan Trang 8 trên 15, ông Ba Thới viết năm 1915. Chuyện bên thầy. Sau đệ nhị thế chiến Nhật, Đức, Ý bị đồng minh đánh bại, Nhật bị hai quả bom nguyên tử, Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Một hôm Đức Thầy đang tiếp chuyện với hai vị khách quý thuộc hàng trí thức. Hôm nay nhằm ngày trực của ông giáo Khương, ông Khương vừa bưng nước trà đến phòng khách, nghe một vị khách hỏi thầy. Thưa ông Tư, sau đệ nhị thế chiến chấm dứt, ông Tư có thể đoán trận giặc thứ ba sẽ xảy ra không? Nếu có thì vào năm nào? Và ở đâu? Đức Thầy đáp, trận giặc thứ ba sẽ có, nhưng tôi không thể định chắc vào năm nào. Vì còn do sự gieo nhân của nhân loại, nếu họ gây tạo nhân ác nhiều thì sớm, bằng ít sẽ muộn hơn. Nhưng cũng trong chu kỳ hạ ngươn này, còn ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông. Thuật theo lời ông giáo Khương. Sydney, ngày 24 tháng 10 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.